rồi. Con đâu bà ơi? Ngon thì ăn nhiều vào, mà ăn chanh chanh lên không có là bọn chồng mẫu người về ấy. Vâng. Đi làm cả ngày, suốt ngày bún với phở rồi. Về nhà cũng muốn ăn cơm canh mẹ nấu cho nó ngon. Mẹ ơi, hàng tháng con được đưa tiền cho mẹ mà. Từ ngày mai mẹ cứ mua thịt cá mà ăn nhá. Trong nhà cũng toàn người lớn với trẻ nhỏ cả. Phải nhiều đạm mới tốt mẹ ạ. Thôi được rồi, mai mẹ sẽ mua món khác là được chứ gì. Thôi ăn đi. Dạ vâng. Con xin ạ. Bớt cho mẹ không ăn ạ. Ôi, mẹ già rồi, ăn được mấy đâu. Với lại mẹ mà ăn nhiều ấy thì lại tốn cơm gạo của nhà các con. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ già rồi, phải ăn thì mới có sức chứ mẹ. Đúng rồi đấy ạ. Mẹ ơi, mẹ ăn thêm một chút đi ạ. Có mùi gì ấy em nhỉ? Sao lại có đùi gà ở đây hả mẹ? À, cái đùi gà này là cái thằng bé Bảo Nam nó đòi mua ấy mà. Đùi gà này. Đây là đùi gà của con với bà nội. Bà nội bảo chỉ có con với bà nội mới được ăn thôi, không ai được ăn hết. Cái thằng này. Bà bảo bao giờ? Mẹ. Mẹ. Này, em đến chịu mẹ con luôn đấy. Lại còn ấy, giấu cả gà rán ăn ở trong nhà nữa chứ. Để cho vợ chồng mình húp cháo. Chắc là thằng Bảo Nam nó thèm ăn quá nên là mới đòi mẹ mua thôi. Chứ anh nghĩ mẹ già rồi cũng không tham ăn đến mức đấy đâu. Thì mẹ ăn có sao đâu. Nhưng mà đằng này mẹ cứ giấu giếm giếm. Để cho vợ chồng mình khó xử như thế. Này, lần sau ấy, anh bảo mẹ là muốn mua gì, ăn gì thì cứ mua và ăn thôi. Chứ không phải làm như thế đâu. Anh nhớ rồi, để lần sau anh bảo mẹ. Mà tối giờ vợ ăn có tí cháo, vợ có đói không? Có chứ, bụng em đang sập lép đây này. Thế thôi, vợ ở đây đợi anh tí, anh đi mua gì ăn nhá. Thôi, không cần đâu. À, mà em có cái này cho anh đấy. Tèn 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 tèn. Sao, anh thích không? Sao tự nhiên vợ lại mua điện thoại mới cho chồng? Thì em thấy cái màn hình điện thoại của anh ấy vỡ như tổ ong rồi, phải thay cái mới chứ. Biết là thế, nhưng mà cái điện thoại này đắt tiền lắm, vợ chồng mình còn phải tiết kiệm mà. Thôi, không nói nữa, em mua cho chồng của em, anh không được ý kiến. Vợ chồng mình ấy thì vẫn tiết kiệm dần dần thôi. Anh cảm ơn vợ nhé, vợ anh đúng là tâm lý nhất. Thế thì bây giờ anh phải thưởng cho em chứ. Vi ơi. Ơ kìa mẹ. Sao mẹ vào phòng lại không gõ cửa? Thì chúng mày có đóng cửa đâu. Giời ạ, mẹ vào mất hết quyền riêng tư của bọn con. Thì mẹ xin lỗi được chưa? Chờ anh tí nhé. Có chuyện gì thế hả mẹ? Con ơi, có khi sắp tới mẹ phải bảo Nam phải đi về quê thôi. Cái gì? Sao lại về quê? Đất ở quê bán hết rồi, làm gì có nhà đâu mà về. Thì thế nhưng mà mẹ ở trên này mẹ bị coi thường lắm. Cái gì? Ai dám coi thường mẹ? Con với vợ con yêu thương mẹ hết lòng mà. Không phải, mấy cái bà hàng xóm kia kìa. Ôi dồi ôi, các bà ấy đeo vàng đầy người ra. Còn mẹ thì các bà cứ chê mẹ nhà quê. Ngay cả những cái vòng vàng cũng chẳng có mà đeo. Nhưng các bà ấy cứ coi thường mẹ. Thế bây giờ mẹ muốn như thế nào? Hay là con mua cho mẹ một cái vòng vàng, mẹ đeo ở đây này, cho nó đẹp này, cho người ta đỡ coi thường mẹ này. Nhưng mà vòng vàng những mấy chục triệu, con lấy đâu ra tiền? Thôi, nếu con không có thì thôi, mẹ đi về quê vậy. Rồi ôi, cứ hơi tí là dỗi. Thôi được rồi, để con thu xếp,
cuối tuần các có vòng vàng cho mẹ, được chưa? Chả bố anh chứ, có tiền mà cứ giả vờ giả vịt giấu mẹ. Thôi được rồi, vào đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ ở đây. Vâng. Ơ, anh! Ơ kìa, sao cô lại ở đây? Em xin lỗi, em quên mất là không để vợ anh biết. Cô về đi. Hai người làm cái gì vậy? Anh dám gọi tình à? Con đánh mẹ đi. Ok, em có làm sao không?